Vâng, xin chào tất cả mọi người. Đấy thì hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 là chủ nhật, thì là diễn ra vào phiên chợ hàng tuần. Vào chợ phiên ấy thì là diễn ra phiên chợ chó. Thì em lại có mặt tại chợ chó của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để quay cho các bác xem. Đấy, trước mặt các bác đây là đều nhờ những chú chó rất là đẹp này. Đấy, còn đây là em Sù Vàng. Con Sù Vàng này của em nha các bác ơi. Bác nào ưng thì liên hệ với em. Sù Vàng cực đẹp luôn này. Mặt mũi rất là đẹp. Ok. Đấy, giờ sẽ review từng con cho các bác xem. Đấy, cọc Sù này rất là đẹp luôn này. Sù Bắc Hà đỏ này, cọc này. Bác nào bắt thì xem được video nào, bác nào bắt thì liên hệ với em ngay để em múc ngay cho các bác này. Con này là cọc đực này các bác ơi, rất là đẹp này. Con này hơm ông cọc này. Sù, nói chung là sù rất là nhiều các bác ạ. Đây là khu chó đẹp nhá. Khu chó này chỉ dành riêng cho những chú chó đẹp. Đây không phải là chó của dân đem ra mà chó của những anh em chơi chó đem ra các bác nhá. Đấy, sù đỏ này cực đẹp luôn này. Đấy, bọn này thì giá nó cũng mềm, cũng tương đối đấy các bác ơi. Bác nào thích con nào thì bảo em. Đấy, con này là giá rất là đẹp này. Sù vàng này, sù đỏ này. Trắng, sù trắng này. Con vàng này của ai đấy? Của em này. 6 anh ạ. Đó, cọc vàng này. Cọc vàng rất là đẹp các bác ơi. Sù đen này. Đen rất là nhiều luôn các bác ơi. Đấy, bác nào thích con nào cứ chụp ảnh gửi màn hình cho em. Đó, sù đen này. Đen cái nha các bác ơi. Chất lông thì khỏi nghĩ luôn. Mặt mũi rất là đẹp. Đúng chuẩn chó bản này các bác ơi. Đấy, sù đen này là 6 triệu này các bác ơi. 6 triệu này, rất là đẹp này. Con sọt này thì rất là nhiều chó luôn các bác ơi. Sù vàng này. Rất là nhiều chó đẹp luôn các bác ơi. Đặc biệt em thấy đây có một con sù đực nhé. Con này thì là rất là đẹp các bác ạ. Mõm linh tươi, mõm này đầu thủ chân tay rất là khiếp luôn các bác ơi. Đây đó, các bác nhìn phê chưa. Đấy, bác nào kết con này thì liên hệ với em ngay, số điện thoại em là 0926219742 nhá. Con này thì bác nào bắt thì cứ liên hệ với em. Chó là gần 3 tháng tuổi, con này phải chục cân này các bác ạ. Đó, chó của nhà bạn em, bác nào kết thì cứ bắt em bắt hộ cho các bác, rất là đẹp luôn này. Đó. Các bác thì chất lông chân tay đầu thủ này rất là khiếp luôn này các bác ơi. Quá đẹp luôn này. Quá đẹp luôn anh em ơi. Bác nào kết thì em bắt cho các bác. Quá đẹp luôn này. Ui rồi, đuôi to này. Mặt mũi đầu thủ đẹp luôn các bác ơi. Đấy, bác nào bắt con này thì liên hệ với em nhé. Ui rồi, cực đẹp rồi các bác ạ. Đấy, còn bên này cũng rất nhiều sù đỏ này. Để em đi quay chó của dân cho các bác xem này. Chó của dân trong bản em ra thì nó lại không được đẹp như chó của đội em. Quay cho các bác xem luôn. Quay bên này Đó, chó của dân thì nó như này đây. Con này bao nhiêu tiền này? Con này này. À, 1,6 triệu á? Đắt thế. Con này 1,6 triệu các bác ơi.
Đó, chó dân thì nó như vậy thôi, 1,6 triệu này. Đó. Đó, em xem con nào đẹp thì em hỏi luôn này. Ở đây có con cọc vàng. Đấy. Con cọc này bao nhiêu tiền đấy? À, 400. À. 400 các bác ơi. Đó, rất là đẹp luôn này. Có xấu đâu. Đẹp các bác ạ. Đó, giờ xem là ngoài ra thì em. Đây có con sù đen cũng đẹp này. Con này bao nhiêu tiền đấy? Hả? À, 3 triệu à? 3 triệu các bác ơi. À, nó xù này là 3 triệu này. Đây là mặt đẹp này. Con này cộc đuôi à? Không, không cộc đuôi. Cộc đuôi. À, cộc đuôi thì quá đẹp nhỉ, mặt con này. À, chó thì xem. Đây các bạn. Bây giờ có một con như con chuột rồi các bác ơi. Cọc trắng này. Cọc trắng này xinh nhỉ các bác ơi. Con cọc trắng bao nhiêu đấy? Hả? 3,5. Con cọc đen trong lồng là bao nhiêu đấy em thấy? Con cọc đen trong lồng. Con bé. Con bên này này. Con trên này này. Con cục đen các bạn rất là đẹp này, sắm dúi về tí thì con chuột này các bạn ơi. Rất là xinh nha các bạn ơi. Từ đây thì em thấy có con tai dựng này, chú tai dựng này đực này, con mũi rất là đẹp các bạn ơi. Con này được hai cái đấy. Con đực các bác ạ. Xù đực. À, chó ở chợ dân em ra thì chỉ vậy thôi các bác nhé. Đấy còn chó đẹp thì là ở tất bên trên này rồi. Đó, chó đẹp ở tất trên này hết rồi. Đấy, bác nào bắt con nào liên hệ với em. Số điện thoại em là 0926219742. Em bắt hộ cho các bác. Đấy, ở riêng ở chỗ khu này các bác thích con nào các bác cứ chụp ảnh màn hình lại để gửi cho em và em sẽ hỏi chủ chó. Em hỏi chủ chó thì đó, còn thì em bắt hộ các bác. Sù đen cái đẹp chưa này. Đấy, sù đen cái rất là đẹp cho các bác ơi. Cực đẹp luôn này, cọc này. Con cọc này em bắt hộ cho các bác này. Đấy, chó của nhà bạn em đấy. Bác nào thích thì em bắt cho các bác. Đấy, cọc quýt này các bác ơi. Rất là đẹp. Đẹp trắng này. Rất là đẹp luôn này các bác ơi. Đấy, bác nào bắt sổ trắng liên hệ với em này. Đấy, em bắt hộ cho các bác nha. Cọc này. Chó thì vẫn rất là đông nha các bác. Đấy, ok, video đây xin kết thúc tại đây các bác nhá. Bác nào thích con nào chụp ảnh màn hình lại gửi qua Zalo cho em. Đấy, em sẽ bắt hộ cho các bác. Số điện thoại em là 0926219742. Em xin chào các bác.